Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, không khí lạnh kèm theo gió đông vẫn tiếp tục duy trì và tương tác với nhau, khiến cho miền Bắc tiếp tục có mưa ở nhiều nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, dao động trong khoảng từ 23 cho tới 24 độ, trời rét nhẹ cả ngày. Riêng đối với các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, ban ngày có mưa gián đoạn, nhiệt độ ở mức từ 24 tới 27 độ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên mưa rông ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai, với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 110mm, có nơi trên 130mm, với mức nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng, phổ biến trong khoảng từ 16 tới 19 độ, vùng núi là từ 13 tới 16 độ, riêng vùng núi cao giảm xuống dưới mức 10 độ. Mưa ở các tỉnh miền Trung cũng tiếp tục có xu hướng giảm về cường độ. Diện mưa hôm nay chủ yếu chỉ còn xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị. Về nhiệt độ thì khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 23 tới 24 độ. Quảng Bình duy trì mức nhiệt là 25 độ. Còn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 26 cho tới 27 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận trong 2 ngày cuối tuần trời nắng ráo. Về chiều thì có mưa rông nhưng lượng nhỏ. Nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 29 tới 32 độ. Dự báo đến ngày 8 tháng 11, không khí lạnh mạnh tràn về, Trung Bộ sẽ bước vào một đợt mưa diện rộng mới trong khoảng 4 ngày. Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng ráo, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 cho tới 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 cho tới 33 độ. Đến sau 15 giờ chiều, mây đối lưu phát triển trở lại gây mưa rông rải rác ở khu vực Tây Nguyên và mưa sắp xỉ diện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ. Trên biển, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì sang tới tháng 11, khả năng vẫn xuất hiện thêm hai xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và gây ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cùng với việc không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên dự báo hai hình thế này sẽ tiếp tục gây mưa to đến đặc biệt to trên miền Trung. Vì vậy, bà con các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn cần phải đề phòng với các đợt mưa lũ dồn dập xảy ra trong tháng sau